Người vợ Ukraine, 20 năm ở Việt Nam, chăm chồng bị liệt toàn thân. Tôi luôn tin sẽ có ngày anh ấy khỏe lại. Giữa trưa tháng 6, trời Hà Nội nắng như đổ lửa. Trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, chị Svetlana Nguyễn, 55 tuổi, đang rướng mình, dùng hết sức xốc người chồng liệt toàn thân lên vai, di chuyển từng đoạn nhỏ ra xe đẩy. Mình chuyển viện, papa nhé. Vuốt vội mồ hôi trên trán, người phụ nữ Ukraine với mái tóc vàng, thủ thỉ và xoa nhẹ tay người đàn ông ngồi trước mặt. Anh Nguyễn Văn Thắng, 57 tuổi, chồng chị Svetlana, dù không nói được, cũng cố đánh ánh mắt nhìn sang vợ, miệng ú ớ. Khoảnh khắc đó khiến Svetlana mừng rỡ, bởi chị hiểu chồng mình đang dần bình phục. Đã gần 20 năm, kể từ ngày anh Thắng lâm bệnh, không thể tự chăm sóc bản thân, Svetlana dường như đã quen với cảnh hai vợ chồng ở viện nhiều hơn ở nhà. Có những lúc cuộc sống bế tắc, tưởng không thể tiếp tục. Nhưng rồi nhìn chồng và các con, tôi lại có thêm động lực để cố gắng, Svetlana nói. Tình yêu của họ bắt đầu từ năm 1988, khi hai người lần đầu gặp nhau tại căng tin Cục Hải quan thành phố Kiev. Trong một lần anh Thắng đến gửi hàng, sau 2 năm quen biết, họ cùng nhau kết hôn. Hai vợ chồng quyết định ở lại Ukraine thay vì về Việt Nam như kế hoạch trước đó. Năm 2000, anh Thắng bàn với vợ, mình và con gái 9 tuổi về Việt Nam tìm cơ hội làm ăn. Khi ổn định, sẽ đón cả chị và hai con trai sang đoàn tụ. Chồng về nước được 1 năm thì Svetlana nghe tin anh đột quỵ. Dù giữ được tính mạng nhưng bị liệt toàn thân. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, thấy bế tắc cùng cực. Nhưng rồi tự dặn lòng phải cố gắng, biết đâu có phép màu xảy ra. Người phụ nữ 55 tuổi hồi tưởng lại cú sốc 20 năm trước. Dù khó khăn thế nào, tôi cũng phải cố gắng. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu khi khỏe mạnh, thì cũng đối xử với nhau bằng tình yêu khi ốm đau, chị khẳng định. Từ khi sang Việt Nam chăm chồng, hàng ngày Svetlana đều dậy rất sớm, nấu ăn cho cả nhà, rồi ngồi xoa bóp chân tay để chồng đỡ đau nhức. Do anh Thắng bị liệt, nằm lâu nên các cơ xương co cứng. Để đưa chồng xuống ghế ngồi, chị phải dùng hết sức xốc lên vai rồi di chuyển từng bước nhỏ. Mỗi lần như thế, chị phải xoay sở hàng chục phút, người đẫm mồ hôi. Svetlana nói, nếu không làm vậy, chồng nằm lâu trên giường, lưng hông dễ lở loét. Có lần, chồng với con ốm cùng lúc, bản thân mệt mỏi không dậy nổi, nằm trên giường mà nước mắt chị chảy ướt gối. Thế nhưng, khóc xong, chị lại ngồi dậy làm việc vì cả gia đình chỉ dựa vào mỗi mình. 20 năm ở Hà Nội, người phụ nữ Ukraine chỉ về nước đúng 1 lần để bán hết nhà cửa, đồ đạc, xe cộ và cả những đính hôn, mang tiền sang chữa bệnh cho chồng. Ở vùng đất hoàn toàn xa lạ, lại không biết tiếng Việt, vừa chăm chồng lại nuôi 3 con nhỏ, Svetlana nhiều lúc thấy ông trời quá bất công với mình. Thấy chị vất vả, bạn bè có người khuyên nên về nước tự giải thoát cho bản thân. Nhưng Svetlana chỉ im lặng quay đi. Chị bảo, vợ chồng sống với nhau vì tình nghĩa. Nếu tôi bỏ đi, ai là người chăm lo cho anh mỗi ngày? Nhờ sự chăm sóc của vợ, sức khỏe của anh Thắng dần được cải thiện. Sau 2 năm đã có thể đi lại và tự chủ được một số việc. Tiền tiết kiệm dần cạn kiệt, Svetlana quyết định kiếm việc làm. Nhà chồng cho một căn hộ tập thể ở phố Ngọc Khánh. Họ chia đôi
một nửa để ở, một nửa mở quán bán cà phê. Không có tiền thuê nhân viên, hai con lớn đang học cấp 2 phải dành nửa buổi phụ giúp mẹ bán hàng. Quán cà phê nhỏ của bà chủ người Ukraine mở năm 2004, thỉnh thoảng đón tiếp đồng hương và những người học tập tại Liên Xô cũ ghé qua. Vài lần, Svetlana mời họ những món ăn chị tự nấu. Thấy ngon miệng, họ gợi ý nên bán thêm những món ăn của quê hương. Từ đó, thực đơn của quán dần được hình thành và thêm thắt theo nhu cầu của khách. Từ khi quán ăn được mở rộng, cuộc sống gia đình 5 người cũng bớt khó khăn. 3 người con không còn phải mặc lại quần áo cũ người khác cho. Tiền viện phí của anh Thắng cũng không còn phải vay ngoài nữa. Thu nhập từ quán cũng giúp Svetlana nuôi 3 con trưởng thành, đều học đại học. 2 con lớn hiện mở quán ăn Nga tại Sài Gòn, còn cậu Út theo học tại Canada. Con cái đều ở xa, những ngày chồng nằm viện, Svetlana phải cán đáng mọi việc. Mỗi ngày, chị dậy từ 5 giờ sáng sang thăm chồng, rồi về quán chuẩn bị đồ ăn cho khách. Khi rảnh, lại qua viện, rồi lại trở về quán làm việc, tất bật cho đến 12 giờ đêm. Hơn một tháng, Hà Nội tạm dừng hoạt động quán ăn phục vụ tại chỗ do Covid-19. Doanh thu của quán gần như không có. Để lo tiền viện phí cho chồng, Svetlana nhờ con cái giúp đỡ và lại phải vay mượn thêm mới đủ. Tuy vậy, chị chưa bao giờ nghĩ đến hai từ bỏ cuộc. 20 năm qua, anh Thắng đã có hàng chục lần nhập viện, vài lần thập tử nhất sinh và 4 lần bị đột quỵ. 2 lần liệt toàn thân, nhưng sau tập luyện lại đi đứng được. Svetlana cũng chia sẻ về lần phát bệnh gần nhất vào tháng 2 năm 2021. Lúc đó, anh Thắng bị suy tim, tụ máu não, chuẩn bị phẫu thuật, lại bị tai biến ngay tại viện. Dịch Covid-19 bùng phát tại Hà Nội hồi cuối tháng 4, người nhà không được vào phòng bệnh chăm sóc. Nằm liệt nhiều ngày, anh bị viêm loét lưng, tiếp tục phải chuyển viện để chữa vết thương trước khi ca mổ chính diễn ra. Ở lần đột quỵ này, có thời điểm anh Thắng hôn mê nhiều ngày. Bác sĩ thông báo trả về lo hậu sự. Nghe tin Svetlana suy sụp, mọi cố gắng và hy vọng của chị gần như tan biến. Người vợ vào phòng bệnh, ngày ngày nắm tay chồng, nói về tình yêu ngày xưa của họ, về những đứa con đã trưởng thành, mong ngóng cha ra viện. Một lần, anh Thắng có phản ứng, nắm tay vợ rất chặt. Svetlana quyết xin cho chồng ở lại điều trị tiếp. Tôi luôn tin có ngày anh ấy sẽ khỏe lại, cô thuyết phục bác sĩ. 20 năm đủ để thay đổi diện mạo của một thành phố, cũng có thể thay đổi số phận một con người. Nhưng với người phụ nữ này, điều không thay đổi chính là tình yêu dành cho người chồng Việt Nam. Tôi chỉ muốn cùng anh ấy già đi và trải qua quãng đời còn lại cùng nhau, Svetlana nói. Người phụ nữ Ukraine luôn hy vọng sẽ có ngày chồng khỏe lại, hai người cùng quay lại thăm thành phố Kiev, nơi nhiều năm trước họ đã gặp và yêu nhau. Saha Store có đủ loại máy đọc sách, giao hàng khắp cả nước. Địa chỉ 277A Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.